vì sao công cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm đang có dấu hiệu thụt lùi. Mặc dù công cuộc cải cách đã có một số ý kiến cho là có dấu hiệu thụt lùi, nhưng Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn lạc quan khẳng định còn hơn một năm nữa là Việt Nam vào kỷ nguyên mới. Đó là khẳng định của ông Tô Lâm vào 25 tháng 11 trong trao đổi chuyên đề kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, ông Tô Lâm cho rằng thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là đại hội lần thứ 14 của Đảng. Kể từ đây, mọi người Việt Nam, hàng trăm triệu người như một, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng để đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh. Được biết, trong những ngày gần đây, nhiều tờ báo tại Việt Nam đã hưởng ứng mở chuyên mục kỷ nguyên vươn mình của dân tộc để quảng bá cho ý tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Có ý kiến cho rằng đó có thể là để giải tỏa sự bế tắc của ông Tổng Bí thư đang gặp phải. Theo một số đánh giá, việc ông Tô Lâm ngay sau khi chính thức trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 8, khi đó ông Tô Lâm đã đưa ra quyết tâm cải cách thể chế để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Tuy nhiên đến nay, người ta thấy ông Tổng Bí thư Tô Lâm đã hạn chế nhắc đến cụm từ cải cách thể chế và đưa ra khái niệm tinh gọn bộ máy nhà nước. Đây là biểu hiện của sự thụt lùi. Khái niệm cải cách thể chế và nội dung tinh gọn bộ máy nhà nước của ông Tô Lâm đưa ra là hai khái niệm có liên quan nhưng có phạm vi và mục tiêu khác nhau. Theo đó, cải cách thể chế nhằm tập trung vào việc thay đổi, hoàn thiện các quy định về luật pháp, các cơ chế quản lý nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội. Trong khi việc tinh gọn bộ máy nhà nước chỉ là việc sắp xếp tổ chức lại cơ cấu của cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị để hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Thông qua việc giảm bớt các đầu mối, loại bỏ sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đáng chú ý, việc tinh gọn bộ máy nhà nước cũng không phải là ý tưởng sáng tạo của ông Tô Lâm, mà đã xuất phát từ hai nghị quyết số 18 với nội dung và thời điểm khác nhau. Cụ thể là nghị quyết số 18 vào ngày 25 tháng 10 năm 2017 và nghị quyết số 18 vào ngày 6 tháng 6 năm 2022. Cả hai nghị quyết số 18 đều liên quan đến việc thí điểm mô hình, tổ chức bộ máy mới và kiêm nhiệm một số tổ chức chức danh để tinh gọn đầu mối. Nghị quyết 18 tinh gọn bộ máy ra đời từ tháng 10 năm 2017 đến nay đã là 7 năm, nhưng kết quả không đạt được như mong muốn. Ngược lại, bộ máy nhà nước thì càng ngày phình to hơn thay vì tinh gọn. Công luận thấy rằng chủ trương tinh gọn bộ máy nhà nước là chủ trương đúng, thậm chí là rất tốt, nhưng nó ảnh hưởng quá lớn đến quyền lực, quyền lợi của các lãnh đạo đảng mọi cấp, mọi ngành, từ trung ương tới địa phương. Đây là lý do việc thực hiện hai nghị quyết 18 của Đảng Cộng sản Việt Nam đều không có kết quả. Theo một số nhận định, kể từ khi nhậm chức Tổng Bí thư vào ngày 3 tháng 8 đến nay, ông Tô Lâm hầu như chưa làm được công việc cụ thể nào đáng ghi nhận và chỉ hô hào trùng trùng. Nhìn chung, các hoạt động của ông Tô Lâm trong thời gian gần 4 tháng vừa qua chủ yếu nhằm tập trung vào việc củng cố vị thế chính trị và quan hệ ngoại giao, cũng như củng cố quyền lực cá nhân và chuẩn bị cho các bước tiếp theo trong sự nghiệp chính trị, hơn là triển khai các chính sách cụ thể mang lại lợi ích trực tiếp cho đất nước và người dân. Vì sao có cuộc cải cách thể chế của Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là bế tắc đến như vậy? Vấn đề này liên quan đến nội bộ đảng cũng như các áp lực từ Trung Quốc ra sao? Quý vị hãy theo dõi kỳ tiếp theo. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Vì sao công cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm có dấu hiệu thụt lùi? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Có phải cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chọn cách mắc bệnh lạ để mà thoát tội hay không? Hội nghị Ban chấp hành Trung ương bất thường vào ngày 25 tháng 11 đã đột ngột kết thúc không kèn không trống sau chưa đầy nửa ngày làm việc. Trước đó đã có đồn đoán về việc hội nghị bất thường lần này sẽ công bố quyết định liên quan đến cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, nhưng rốt cuộc đã không xảy ra. Như vậy, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu vẫn còn cao số. Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn chưa dám động tới ông Bảy Phúc, trong lúc có đồn đoán cho rằng Hội nghị Ban chấp hành Trung ương bất thường
đã đột ngột kết thúc sau hơn vài tiếng đồng hồ làm việc. Đây được cho là một minh chứng cho việc thế lực của Tô Lâm và phe cánh đang suy yếu. Có ý kiến cho rằng ông Tô Lâm đang cố gắng tìm mọi cách để lôi kéo thêm đồng minh trong đảng, kể cả các đồng chí vốn là cựu thù với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Theo đó, trường hợp cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có thể là một ví dụ. Đồn đoán này có căn cứ và dựa vào sự kiện cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đều cùng tham nhũng nhưng kết quả xử lý thì lại khác nhau. Thậm chí có nhiều dấu hiệu cho thấy sự bao che của ông Thưởng rất rõ ràng. Cụ thể, thông báo của Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật với ông Vương Đình Huệ và ông Võ Văn Thưởng với lý do trong thời gian giữ các cương vị lãnh đạo, cả hai ông đã vi phạm quy định gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Vương Đình Huệ bị xử lý kỷ luật cảnh cáo, trong khi đó Bộ Chính trị chưa xem xét xử lý kỷ luật với ông Võ Văn Thưởng do ông đang điều trị bệnh nên được tạm hoãn. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít cơ quan chức lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đang khỏe mạnh và công tác bình thường. Nhưng sau khi có vấn đề liên quan đến pháp lý thì bất ngờ trình hồ sơ bệnh án cũng như các bằng chứng chứng minh bản thân có bệnh nặng để mà xin giảm nhẹ hình phạt. Theo đồn đoán, hồi đó Bộ trưởng Tô Lâm đã đặt vấn đề với ông Võ Văn Thưởng nếu chủ động rút lui sẽ được chấp nhận hạ cánh an toàn. Đồng thời, Bộ Công an cũng bắn tin yêu cầu ông Vương Đình Huệ nếu chủ động rút lui sẽ được chấp nhận xử lý tương tự như ông Võ Văn Thưởng. Nhưng ông Huệ khi đó, dựa vào sự chống lưng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã bác bỏ tất cả các cáo buộc từ Bộ Công an. Theo đồn đoán, đó là lý do ông Phạm Thái Hà bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài sau khi ông này trở về từ Trung Quốc cùng ông Vương Đình Huệ. Hiện nay có nghi ngờ cho rằng thông báo của Bộ Chính trị cho biết ông Võ Văn Thưởng đang chữa bệnh là không thuyết phục. Bởi chăng đây là sự biện minh cho việc ông Võ Văn Thưởng đã được phép hạ cánh an toàn. Tuy nhiên cũng có nhận định cho rằng dù sao đi nữa, cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khi có thể hạ cánh an toàn bất kể đang điều trị bệnh và chắc chắn ông Võ Văn Thưởng sẽ phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật của Đảng dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Tổng Bí thư Tô Lâm. Cũng theo chia sẻ, Bộ Tham mưu của Tổng Bí thư Tô Lâm đã tính toán rằng đây là một cách chia để trị với thế lực đang chống đối ông Tô Lâm. Đồng thời, việc này cũng có thể thể hiện công luận thấy rằng Tổng Bí thư Tô Lâm đang chống tham nhũng với xu hướng mạnh mẽ hơn, không vùng cấm, không ngoại lệ như đã tuyên bố trước đó. Theo một nguồn tin, Chủ tịch Võ Văn Thưởng bị mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Từ đó xuất phát, đồn đoán cho rằng cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đang đứng trước hai sự lựa chọn. Đó là nhận hình thức kỷ luật ở mức cao, có thể ở mức bị truy tố hoặc chấp nhận mắc bệnh lạ để bảo toàn uy tín và danh dự cho Đảng và cá nhân ông Võ Văn Thưởng. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin, có phải cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có chọn cách mắc bệnh lạ để mà thoát tội hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de